Thần tượng và không tượng làm ác, người không ác. Trong 10 loại khổ đau, chịu gấp một loại khổ, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dùng đau hại kẻ không đau, tượng hại không tượng khác nào tự thiêu. Ai kia thọ 10, ai kia thọ khổ 10 điều, chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Yo đan đề na đan đề su appado te sudo sati dasang nhamang nhatarang tha năng khiết ba mê wanigat chati. Yo đan đề na đan đề su appado te sudo sati dasang nhamang tha năng khi ba mê quan ni gat chati yo đan đề na đan đề su áp ba đô te su đô sa ti đa sang nhà mang nhà ta răng tha năng khi ba mê quan ni gat chati. Dạ con xin hết, xin mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu ngài rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 137. Yo đan đề na a đan đề su appa du thề su du sa ti đa san na man nhã ta rằng tha năng khi pa me wa ni các cha ti yo đan đề na a đan đề su appa du thề su du sa ti đa san na man nhã ta rằng tha năng khi pa me wa na ni các cha ti. Yo đan đề na đan đề su appa du thề su du sa ti đa san na man nhã ta rằng tha năng khi ba mẹ wa ni gat cha ti. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Yo đan đề na a đan đề su appa du thề su du sa ti đa san na man nhã ta rằng tha năng khi ba mê wa ni tác cha ti. Yo đan đề na a đan đề su appa du thề su du sa ti đa san na man nhã ta rằng tha năng khi ba mê wa ni tác cha ti. Yo đan đề na a đan đề su appa du thề su du sa ti đa san na man nhã ta rằng tha năng khi ba mê wa ni gat cha ti. Dùng đau hại kẻ không đau, trượng hại không trượng khác nào tự thiêu. Ai kia thọ khổ 10 điều, chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời bàn tay của cô Cẩm Vân, chị Lạc Lê. Kính mời quý vị nha. Không thấy bàn tay hai giờ hết là chỉ được. A Nam Mô Phật Tha Ya, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sẵn Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đại lễ Đại Đức Tề Đức, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room. Còn xin được kể kinh pháp cú số 137. Nhà kiếm mơ xích nhật huỳnh xích đàn đông cho biết nghe rõ. Yo đan đê na a đan đê su a pa du thê su du sa ti đà san na man nha ta răng tha năng khi pa me wa
ni gạc cha ti yo đan đề na a đan đề su a pa du thế su du sa ti đa san na man nhà ta rằng tha năng chi pa me va ni gạc cha ti yo đan đề na a đan đề su Apadute sudu sati dasanna manyatarang thanang ipameva nigacchati. Dùng trượng phạt không trượng làm ác người buông bỏ người không ác. Trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. Ngài Hòa Thượng, Ngài Thích Minh Châu: dùng đao hại kẻ không đao, tượng hại không trượng, khác nào tự thiêu. Ai chia thọ khổ 10 điều, chịu quả khốc liệt, cùng nhiều tai ương. Bản phổ thơ của Ngài dưới Đức Giả Nam Mô Phút Tha Giả, dạ, con xin được xuống mít. À, mời Xích Lạc Lê tiếp theo. Dạ sa thú, sa thú. Dạ kính cảm ơn huynh Quá Thân Á. Dạ Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đến lễ chỉ đại đức tăng với cô tu nữ. Mình chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 137. Yô đăng đề na á đăng đề xúc áp phá đút thề xúc đút sát tí đá đá sẵn nằng màn nhá ta rằng thà năng khi khi ba mề quá ni gắt cha tí dùng trượng phạt không trượng làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dùng đau hại kẻ không đau, trượng hại không trượng, khác nào tự thiêu. Ai kia thọ khổ 10 điều, chịu quả khốc liệt, cùng nhiều tai ương. Và đó là bộ thơ của Ngài Giới Đức. Vô đắng nê nang à đắng đê su áp ba đuôn thên su đuôn sa ti đà đằng năng man nhà ta răng tha năng khiêm ba mê qua ni chát cha ti vô đần đê na đần đê su a pa đa thế su đun sa ti đà san na man nhà ta răng tha năng khiêm ba mê qua đi gánh cha ti dùng trượng phạt không trượng làm ác người không ác. Trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu: dùng đau hại kẻ không đau, trường hại không trượng, khác nào tự thiêu. Ai kia thọ khổ 10 điều, chịu quả khốc liệt, cùng nhiều tai ương. Và đó là bản dịch phổ thơ của Ngài Di Đức. Và kính mời chị Cẩm Vân ạ. Dạ sa thú lành thai. Kính cảm ơn chị Lạc Lê. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 137. Vô đàn đề ná á đàn đề xú á phá đúc thề xú đúc xá tí giá sàn ná mành nhá tá tá răng thà năng
khiếp bá mê quá ní gáp chá tí vô đàn đề na á đàn đề xú á bá đúc thề xú đúc xá tí đá sàn ná mành nhá tá răng tha năng khiếp bá mê quá ní gáp chá tí vô đàn đề na á đàn đề xú á bá đúc thề xú đúc xá tí đá sàn ná mành nhá tá răng tha năng khiếp bá mê quá ní gáp chá tí dùng trượng phạt không trượng làm ác người không ác trong mười loại khổ đau chịu gấp một loại khổ bản dịch của hòa thượng Minh Châu dùng đau hại kẻ không đau trượng hại không trượng khác nào tự thiêu ai kia thọ khổ mười điều chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và cẩm nhân đã ôn bài xong và kính mời Sip Trần Đạo Sip Nhật Quỳnh và kính mời quý vị nha. Dạ, xa thủ kính cảm ơn Cẩm Vân. Dạ, cảm ơn Sức Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ tri trung đức Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, hôm nay Trần Đạo có cầm mít được không Trần Đạo? Trần Đạo có cầm mít được không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Dạ Trần Đạo ơi, có cầm mít được không? Hôm nay Trần Đạo bận rồi không cầm mít được. À, kính mời Trần Đạo nha. Dạ, năm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, năm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, năm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bẩm lễ bà với cô tôi nói kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 137 ạ. Vô đăng đê la à đăng đê su âm ma đút thê su đút sa ti đà sang nha năng nhà ma ta râm tha năng khiếp bá mê quá ní gáp chá tí vô đăng đê na à đăng đê su áp ma đút thê su đút sa ti đà sanh nha măng nhà ta răng tha năng khiếp bá mê quá ní gáp chá tí dùng trượng phạt không trượng làm ác người không ác trong mười loại khổ đau chịu gấp một loại khổ đó là khổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Vô đăng đê na à đăng đê su ấp ma đút thê su đút sa ti đà sanh ma nhân mà ta răng ta năng chít ba mê va nhị lạc sa ti dùng đau hại kẻ không đau trượng hại không trượng khác nào tử thiêu ai kia thọ khổ mười điều chịu quả khóc thể cùng nhiều tai ương đó là khổ thơ của hòa thượng Giới Đức và cấp ơn Vinh Quát Thanh Na đã bắt bài ạ. Và con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ.
Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Mình chào Quang Thanh. Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không? Thì cầm mic đi để Nhật Quỳnh khóa sổ á. Quang Thanh ơi, đưa tay cầm mic đi, không thì Nhật Quỳnh khóa sổ. Mời Quang Thanh nha. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ lại Đức Tọa Đức. Con kính đảnh lễ quý chư Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 137. Dô đàn đề na a đàn đề su áp ba đút thề su đút xà tị đát an na mành nha tà rằng thà năng khíp ba mề qua ních gách cha tị. Dô đàn đề na a đàn đề su áp ba đút thề su đút xà tị đát an na mành nha ta rằng thà nằng khíp ba mề qua ních gách cha tị. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong mười loại khổ đau. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích. Chịu gấp một loại khổ, đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin tạ. Yo dan de na a dan de su ba du te su du sa ti dat na na dat an na manh nha ta rang. Con xin sám hối, con xin kể lại. Sai chỗ này. Dô đán đa đê na a đán đê sô a ba đút thê sù đút sa ti đạt án na manh nhà ta răng tha năng khắp ba quê ga nỉ kích cha ti. Dùng đao kẻ hại kẻ không đao, trượng hại không trượng khác nào tự thiêu. Ai kia thọ khổ mười điều và khốc liệt cùng nhiều tai ương. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ xà thủ kính cảm ơn Quang Thanh. Vừa vào đạo tràng là bị Nhật Quỳnh níu áo này ha. Người đã là thực lý là tốt. Dạ, cảm ơn rằng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì đã 7 giờ Việt Nam rồi mà Nhật Quỳnh cũng chưa có thấy Thượng Tọa Tại Quyền cũng như Đại Đức Tịnh Đạt online, phải không Răng Đông? Dạ, vậy thì giờ Nhật Quỳnh cũng xin ôn bài câu pháp quốc kinh số 137. Dạ, để trong khi chờ đợi quý sư vào. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quang Thanh đã cho bài học. Yo đàn đề anh đàn đề su áp ba đốt thề su đốt sa tị đa sa san man nhắc tạ răng thà năng kịp mà mê và ni gát chặt tị. Yo đàn đề anh đàn đề su áp ba đốt thề su đốt sa tị đa san man nhắc ta răng thả năng kịp ba mê và ni gót cha ti. Yo đàn đề anh đàn đề su áp ba đốt thề su đốt sa ti đa san man nhắc ta răng thả năng kịp ba mê và ni gót cha ti. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 12 loại khổ,
trong 10 loại khổ đau chịu gặp một loại khổ. Và đây là bản chuyển ngữ ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền vào rồi. Dạ con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa Quang Lâm vào đạo tràng. Dùng đau hại kẻ không đau, trượng hại không trượng, khác nào tự thiêu. Ai chia thọ khổ 10 điều, chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương. Và đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư Trung Đức Ngục Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức Đã Từ Bi Hoan Hỷ Tiên Phong Ôn Hoài Pháp Quốc Kinh số 137. Nhục Quỳnh kính cảm ơn Xích Đặng Đông, Vinh Quách Tha Ná, Xích Tâm Vương, Xích Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Quang Thanh đã hoan hỷ ôn bài pháp cú kinh số 137. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Nhục Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhục Quỳnh đắm tâm thanh tịnh, cung thịnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tại quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên Vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm Vương Lộc Giả ngài trời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy trinh dự pháp từ, à, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, à, những điều lợi ích thằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, à, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, à, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 138. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Vinh Bách Tha Ná cho bài học. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, giờ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thánh chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và sẽ bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantam Abhivade Misvakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Những nhờ quy lực Tam Bảo hành do hộ đến đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chân pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục vẫn học với câu pháp cú số 138 trong cái duyên sự của ngài Mục Kiền Liên. Thì như chúng tôi đã dẫn từ cái câu đầu, thì nhà Mục Kiền Liên vào lúc kiếp cuối cùng ngày bị ngoại đạo họ thuê mướn người để giết ngài.
một cách khủng khiếp và nhiều lần ngoại đạo đến để mà hại Ngài. Nhưng điều Ngài, Ngài vẫn tránh cái nghiệp của mình. Và cuối cùng thì Ngài nghiệm thấy rằng cái nghiệp của mình phải trả rồi. Thì Ngài tùy theo cái duyên nghiệp đó. Và thế là Ngài để vào, Ngài để cho những người mà được ngoại đạo thuê mướn đó vào giết chết Ngài, để giết để cho Ngài chết, và bầm Ngài ra rất nhiều lần, bầm nát thây của Ngài ra. Thì họ nghĩ Ngài đã chết rồi. Thì sau đó bắt đầu mới về. Thì Ngài một cực liên, Ngài biết rằng của mình cũng đã tới, cái tuổi thọ mình cũng đã tới, thì mới vào sinh và mới đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài mới nói cho Ngài một cực liên là bây giờ hãy thuyết pháp giảng đạo cho một số thính chúng nghe, và sau đó hãy niết bàn. Thì như vậy, và như chúng tôi đã nói, bởi vì Như Lai chắc chắn xa người vĩnh viễn rồi. Thì đó cũng là một cái lời nói mà khi mà vào cái đầu duyên sự câu pháp cú số 100, và hấp như là 137, chúng tôi đã có nói liên quan tới cái sự tình này. Thì để nói cho chúng ta thấy một cái điều hết sức là quan trọng mà Đức Phật Ngài, Ngài đã gửi tới cho Ngài, cho Ngài một kiền liên trước khi mà vĩnh biệt cái đệ tử của mình. Và như chúng ta thấy, thì cuối cùng thì cái sự đầu tiên là do ngoại đạo hội cái tỷ, bởi vì Ngài một kiền liên Ngài thuyết giảng về Ngài đi lên cõi trời cùng với xuống địa ngục, và vì như vậy cho nên mới, rồi Ngài mới thuyết về cái con đường khổ đau của địa ngục và con đường lợi lạc của nhân thiên. Và thế là một số người, người ta tin tưởng như vậy, và người ta không còn cúng dường cúng phụng đến cho các vị đó. Và thế là các vị đó đã khởi lên cái tâm ganh tị và đã hại Ngài. Thì kính thưa quý vị, câu pháp cú đó mà chúng tôi đã giảng, mà chúng tôi đã giảng ngày hôm đó đó, chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe cái câu pháp cú đó. Và ngày hôm nay thì cũng tiếp tục từ cái duyên sự, từ cái duyên sự 137, hình như chúng tôi nhớ 137 cho tới 140. Đúng 137 tới 140. Thì trước cái câu đó đó, dùng đao trượng và không trượng làm ác, người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hoặc loạn ý tán tâm. Còn hai câu nữa, như hôm nay chúng tôi chỉ giảng cái câu số 138. Thì như chúng ta đã biết, Ngài Mục Kiền Liên là một vị đệ tử của Đức Phật, thượng thủ thinh văn, đệ tử của Ngài, mà gọi là đệ tử hầu cận bên Ngài, tay trái của chính đức của Đức Phật, và tay phải là Ngài Mục Kiền Liên. Và như chúng tôi đã nói từ đầu, thì vì một cái sự sinh, vì một cái sự ganh tị của ngoại đạo, họ đã giết chết Ngài Mục Kiền Liên. Những điều Ngài không chết, Ngài mới ráp cái thân Ngài lại, và sau đó Ngài đã đảnh lễ Đức Phật và để xin niết bàn. Và trước khi niết bàn thì Đức Phật Ngài yêu cầu Ngài Mục Kiền Liên hãy giảng một thời pháp cho thính chúng nghe. Thì sau khi thính chúng nghe, thì bắt đầu thính chúng mới cảm thấy rất là hoan hỷ. Và sau đó các thầy tỳ kheo thì mới thấy rất là lạ, tại sao một vị thượng thủ thinh văn có thần lực đệ nhất như vậy, mà tại sao mà bị những người ác xấu, người ta giết chết và bầm như tương như vậy. Thì Đức Phật Ngài biết được cái câu chuyện như vậy, và mới gọi các thầy tỳ kheo, Ngài mới nhắc các thầy tỳ kheo.
Sở dĩ mà Ngài Mục Kiền Liên bị như vậy thì cũng tương xứng với cái ác nghiệp của chính Ngài thở xưa. Thì cái duyên sự này, và ở bên Trung Quốc á, người ta mới chế tác ra một cái gọi là Mục Liên Thanh Đề. Và Việt Nam chúng ta cũng dạy nó Mục Liên Thanh Đề. Chứ sự thật ra thì trong kinh văn của Tam Tạng Kinh Điển và cái nguồn cội của Ngài Mục Kiền Liên thì nó là khác. Mình tính Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, để mà Ngài xuống Ngài cứu mẹ cứu cha như vậy, thì ở trong kinh văn không có liên quan tới vậy. Nhưng phải nói rằng là nếu như một cái tội như thế này thì Ngài là một tiền thân của Ngài là một người đại bất hiếu, chứ không phải là đại hiếu đâu, đại bất hiếu. Nhưng một vị thánh đệ tử Phật thì là những người là bậc đại hiếu, chúng ta nhớ như vậy. Nhưng tiền thân của chính Ngài là một người bất hiếu, chúng ta phải nhớ như thế. Và còn cái chuyện mà Mục Liên Thanh Đề thì cái chuyện đó nó không có ở trong kinh điển Tam Tạng, mà đó là do Trung Quốc thì sau này đã đưa vào, và Việt Nam của chúng ta thấy như thế thì Việt Nam chúng ta y cứ trên cái tích truyện đó. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì thở xưa Đức Phật Ngài kể lại câu chuyện thở xưa thì có một chàng thanh niên rất là ngoan, rất là hiếu thảo với cha với mẹ, và nhiều lần cung dưỡng phụng dưỡng cha mẹ thấy người con của mình cực khổ quá thì mới muốn tính cưới vợ cho Ngài. Nhiều lần Ngài không chấp nhận, nhưng cuối cùng thì chấp nhận để lấy vợ. Và lấy vợ một thân thì vợ của chàng thanh niên mà tiền thân là Bồ Tát này mới sinh cái tâm ghét bỏ cha mẹ chồng. Mà thấy là nhiều lần Ngài đi, chàng thanh niên này đi làm về, thì trong khi đi làm thì bởi vì cha mẹ mù cho nên không thấy được. Cho nên người con dâu này mới bày biện tất cả như cơm nước rải vải lung tung hết, mà về đổ thừa là cha là mẹ đồ đạc rải lung. Tung hết thì Nhi về thì bắt đầu mới dọn dẹp và nhằn và bực bội rất là nhiều lần. Và nhiều lần như vậy nói cho chàng thanh niên này nghe. Và riết rồi thì mưa dầm thì cũng thấm đất. Quả thật như vậy, mưa dầm thấm đất. Thì thế là Ngài Mục Kiền Liên mà Ngài mới nghĩ rằng như vậy thì thôi, coi như là cuối cùng thì nó thôi được rồi, ta có cách giải quyết rồi. Thì một hôm mới nói dối với cha mẹ là sẽ mang cha mẹ về cái quê ngoại để có người mời đến để tiệc tùng. Thì trên đường đi đó thì bắt đầu giết chết cha mẹ. Thì giết chết cha mẹ bằng cách đó, tức kính thưa quý vị, tức là lừa gạt cha mẹ, giả cứ như là tướng cướp, là một đám tướng cướp đó, đi xa xa nói cha mẹ ở đây để con nghe cái tiếng ầm ầm đùng đùng, thì tưởng là tướng cướp nó tới, thì cha mẹ mới nói rằng là thôi con hãy đi, hãy tránh đi, cha mẹ già cả rồi, con tránh cái tướng cướp, bọn cướp này đi. Cho tới như thế, nhưng chàng thanh niên này cũng không sao động. Và cuối cùng thì giết chết cha mẹ mình và quay lại, coi như là có chắc hay không, và hại thêm cha mẹ mình nữa. Thì cái tiền nghiệp đó, cái ác nghiệp đó, làm cho Ngài đọa cái địa ngục hết sức là nhiều lần, và sanh lại kiếp làm người cũng nhiều lần, bị bầm nát như tương, và chết đi, đau vô cùng. Và đến kiếp cuối cùng còn mang cái quả dư sót như thế. Và khi cuối cùng thì Đức Phật Ngài giảng về cái tích truyện như vậy, Ngài mới kết luận: nay Ngài Mục Kiền Liên bị như thế, đó là do cái tiền tích thử xưa. Và Ngài đã đọc lên bốn câu kệ. Và hôm nay vừa rồi chúng tôi đã giảng cái câu kệ thứ 100 điềm khuyết cho đại đức Tịnh Đạt, thì một cái câu số 137, và hôm nay tới ngày chúng tôi cũng là một câu 138. Dùng trường làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ, hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay tán loạn, hay loạn ý tán tâm, tai họa từ vua, hoặc bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị quả tai thiêu đốt,
khi thân hoại mệnh chung, ác tuệ sanh địa ngục. Và đó chính là bốn câu kệ mà của Hòa Thượng Minh Châu đã chuyển nghĩa. Thì kính thưa quý vị, nhắc đến cái câu chuyện này, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ đi vào cái thích nghĩa. Chúng tôi kể một chuyện sự như vậy, và giờ đây bây giờ cái thích nghĩa. Câu số 138. Quê đa năng phá đủ sang cha ninh sa ri ra sa chắc phê đa năng gá rú căng qua bí a ba thăng chích ta khép bằng và ba phu nê. Người ấy có thể gánh chịu cảm thọ khốc liệt, tai họa, sự tổn thương của cơ thể, hoặc là bệnh hoạn trầm trọng, hoặc là bị mất trí. Đó chính là ý nghĩa của câu kệ này. Quê đa na, tức là một danh từ nữ tính gọi là cảm thọ. Quê đa na, cái từ này chúng ta quen rồi đó, cảm thọ hay là thọ. Thọ đây có thọ lạc, thọ hỷ, xả, thọ ưu. Đó ha, nhớ như vậy. Cái chữ Pharu Sang, từ cái chữ Pharu là một tỉnh từ, có nghĩa nó đến cái chữ Pharu Sát là một tỉnh từ. Nó trung tính. Nó đến cái sự khốc liệt. Rồi cha ninh là có nghĩa từ cha ní, danh từ nữ tính, nghĩa là tai họa hay là sự mất mát. Rồi cái chữ Sarirasa là từ cái chữ Sarira, là một danh từ trung tính. Ở đây có nghĩa là nói đến của cơ thể, nó chia theo sở thuộc cách. Của cơ thể. Phê đa năng là cái từ cái căn phí, căn động từ phí. Nghĩa là mà nó biến thành một danh động từ, có nghĩa là mà thuộc về trung tánh của sự tổn thương hay là cái sự đổ vỡ. Sự tổn thương hay cái sự đổ vỡ. Rồi cái chữ gá rút căng là cái chữ, từ cái chữ gá rút cá là một tỉnh từ, nam tính. Nó đến một cái sự trầm trọng, nó đến một sự khốc liệt, kịch liệt, khủng khiếp. Rồi cái chữ A-ba-thăng là từ cái chữ A Ba Thá, danh từ nam tánh, chia theo đối cách, cứ như thế thôi. Thì cái chữ A Ba Thá có nghĩa là bình hoạn, hay chúng ta nó bị ốm, bị bệnh đó. Và chích theo cái từ mà chích tắc khê băng, từ cái chữ chích tá cộng với khê bá. Chữ chích tá là tâm, mà cái chữ khê bá là từ căn khiếp. Từ cái chữ căn khiếp thì một cái danh động từ là sự mất đi hay là sự vứt bỏ đi, là một vá, là một bất biến từ. Hay là hoặc. Ba pu nê, từ cái chữ bá cộng với cái căn áp á, căn chữ áp. Đây là một danh động từ mà nó chia theo thụ động, có nghĩa là có thể gánh chịu. Từ tiếp tục ngữ bá chỉ sự ấn mạnh, nhấn chịu cái sự nhấn mạnh và cái căn áp, nghĩa là đạt được, nó chỉ như thế đó. Thì kính thưa quý vị, đây chính là cái thích nghĩa của câu một số 138 là như thế. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hoặc lạng ý tán tâm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Một là nhức nhối đau thương, hay là tai biến khôn lường, khôn đường trở xoay. Ba là thương tích mặt mày. Bốn là trộm bệnh thuốc thầy chẳng xong. Năm là tâm trí loạn cuồng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Như Đức. Thì kính thưa quý vị, ở đây khi một người làm điều ác như đánh đập người kẻ khác, thì về sau cái quả tương lai của mình đánh, mình đập người, hay là đánh đập thú vật cũng như thế nhé.
chứ phải là chỉ có con người rồi mới mình mới mang cái ác nghiệp mà đánh đập thuốc vật cũng vậy, đắp đợt, nói chung là đánh đập chúng sinh, gây đau thương đến chúng sinh. Như chúng ta, cái này nói thật luôn, chúng ta đập mối giết kiến cũng là gây đau thương đến cho chúng sinh, cướp đoạt giết chết chúng sinh đó. Từ những cái con vật rắn rít, mũi mồng, gió nắng rắn rít gì đó, tất cả mọi cái chúng sinh đó mà chúng ta đập, chúng ta giết thì cũng là gây nên một sự đau thương cho chính chúng sinh đó. Thì nó nhức nhối, nó khốc liệt, nó khổ đau. Cho nên về sau, tại sao có một số người hay bị bệnh hoạn ốm đau, đau nhức, khó khăn vô cùng về thân thể xác này, không bệnh nhưng lại cũng nhức chỗ này, đau chỗ kia, mà thân không được an, bởi là tiền thân sát sinh nhiều, gây đau thương cho người khác nhiều. Đó là sự thật. Cái sự đau thương này chúng ta không thể nói bằng một cái chuyện bình thường, mà chính đó chính là một cái việc làm ác, mà chính từ tiền nghiệp của chúng ta. Chúng ta luôn luôn có một cái sự trách móc, có một cái sự than thở, tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Nhưng kính thưa quý vị, tất cả điều đó nó là một điều mà tâm trí của chúng ta không bình thường, vân vân, tất cả nhiều thứ lắm. Cái câu đầu tiên á, cái câu phước cú đầu tiên á, đối với người mà hại cái người mà dùng trượng phạt hay là dùng vũ khí làm hại, làm ác người không ác, người không ác ở đây đó chính là bậc thánh hiền, bậc có giới đức, hoặc là bậc đáng tôn trọng, là những bậc sư huynh trưởng, cha mẹ, ông bà, vân vân. Những người vô hại là không tự hại mình hoặc hại người khác, đó chính là họ có cái tâm như thế. Và một trong những cái sự nguyên nhân gây ra cái sự khổ đau, và qua cái chỗ, tức là cái chữ Vedana này nói đến một cái chữ Vedana nãy chúng tôi nói đó, cái cảm thọ. Nhưng cái cảm thọ ở đây trong cái chữ Pharusanchanin này là một sự cảm khốc liệt. Và cái chữ Chanin đó, khi mình mất của cải một cách tức là khủng khiếp, tức là nó khó khăn trăm bề, phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí đó. Đó chúng ta gọi là như vậy đó. Đó thì bởi chính vì đời trước chúng ta hại người nhiều. Và cái chữ phê đa năng, như nãy chúng tôi đã nói, phê đa năng á có nghĩa là nó bị tách ra hay là bị rời ra, nhưng ở đây có nghĩa là như chúng ta, cái thân thể của chúng ta có thể bị chặt hay bị tách ra là do cái tiền thân của chúng ta đập đánh người. Cái chữ gá rút căng theo cơ bên chú giải đó tức là cái sự thọ bệnh trầm trọng, tang thương đến nỗi mà có thể là què chân, chột mắt, hoặc là bại liệt, tật nguyền, lỡ lét chẳng hạn. Cái tai nạn mà bị như vậy đó, nó không phải một chuyện đơn giản, mà nó là như thế đó. Và ở đây cái chữ khê bạc là mất trí hay điên cuồng. Chúng ta biết có một số người bị đánh, bị đập đến nỗi mà quờ quạng mất trí, hay là do một nguyên nhân bệnh hoạn nào đó bây giờ khờ khạo mất trí luôn. Thì đó là tại sao như vậy, là do cái nhân tiền thân mà đau thương, mạnh được yếu thua, hại người, hay là dùng cái mánh khóe, hay là dùng cái cách mà mưu toan để hại người, dùng cái ác tâm để hại người. Cái điều này nó ghê gớm lắm, ghê gớm vô cùng. Bởi cho nên khi chúng ta thấy những người tật nguyền, những người đau khổ như vậy, chúng ta nghĩ rằng cái số phận họ nó khổ đau quá, có phải như vậy? Mà không phải là số phận ai mang tới cho họ cả, mà đó chính là
cái nghiệp của họ đã tạo bây giờ phải trả. Nghiệp đã tạo bây giờ phải trả. Nghe thì nó khủng khiếp, nhưng nó là thật như thế. Không thể nào có thể đổi thay được. Chính chúng ta, người biết tu, người biết có cái sự tu niệm, người biết được cái sự nguy hiểm của các cái lỗi lầm, của cái sự nguy hiểm của cái đả thương đến người, gây cho người bằng tinh thần hay thể xác, làm cho dọa cho họ đau khổ, hay là làm cho họ mất mát đau thương, khổ đau, thì tất cả cái đó nó đều là động lại cho tất cả chúng ta. Tại sao người ta sống yên ổn, mình không sống yên ổn? Tại sao người ta sống nó khỏe mạnh, mà tại sao mình sống nó ốm đau bệnh hoạn? Tại sao người ta được thịnh vượng mà mình lại nghèo khổ đói khát? Tại sao người ta được mạnh khỏe đẹp đẽ, còn mình lại xấu xí, khờ khạo, ngu si, vân vân? Thì tất cả bằng một cái nhìn của bậc trí tuệ thấy như thế, không trách trời, không trách đất, mà thấy thương họ thì tội nghiệp cho chính họ. Và đó chính là cái giá trị của một bậc trí tuệ, chứ không phải là các ngài thấy như vậy. Không, số người nói mấy người như vậy là do tiền thân coi như là ác lắm, hay hoặc là người ta bị cháy nhà, người ta bị coi như là bị thương vong, bị nạn tai, vân vân. Tất cả những tình huống đó đều là một ác nghiệp đã tạo từ trước. Biết như vậy để mình khởi cái lòng metta karuna, cái tâm từ tâm bi đối với chúng sinh, chứ không phải mình biết như vậy rồi mình lãnh cảm với chúng sinh. Có một số người như vậy, hiểu Phật Pháp, nhưng điều họ thực hiện, mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng, lãnh cảm đối với họ, chúng ta không có cái sự giúp đỡ, hay chúng ta không có một sự có thể nào là giúp đỡ bằng vật chất hay là tinh thần, hay là một cái hành động nào đó để chia sẻ một phần nào, thì đó cũng là thể hiện những tâm từ tâm bi của cái tinh thần chia sẻ, của tinh thần cảm hiểu cho chính người, chính một chúng sinh đã bị như thế. Thì chúng ta biết là bây giờ sống trong cuộc đời này còn luân hồi, thì chúng ta phải còn nhiều, mang nhiều cái khổ đau, tạo nhiều cái điều ác nghiệp, mà cũng còn luân hồi như thế, thì chúng ta cũng tạo nhiều cái thiện phước để chúng ta kết tụ đạo tràng. Nó là như thế. Bởi vì cuộc đời vui thì cuộc đời có buồn, cuộc đời khổ đau sinh tử, nó là như thế. Không ai làm chủ ta cả, mà chính ta tự làm chủ mình. Bởi vì theo cái nghiệp của mình đã tạo, theo cái nghiệp của mình đã tạo. Mà như chúng tôi đã nói hồi lần trước rồi đó, bây giờ mình tạo, mình đừng có đụng chạm đến những người mà các bậc tu hành, bậc thánh, hay là các bậc trưởng thượng, sư huynh trưởng, ông bà cha mẹ chúng ta. Chúng ta xem nó không có cái gì, nhưng điều chúng ta coi chừng từ cái chỗ đó mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp. Nó sẽ mang theo, nó sẽ chạy theo chúng ta từ đời này kiếp nọ. Cho dù bay phút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Câu này chúng ta nghe không ba biết bao nhiêu trăm ngàn lần. Nhưng điều mà để chúng ta hiểu được, biết được và nắm bắt được một cái tinh thần để tránh đi những cái nghiệp quả, đó mới là một cái người tốt đẹp. Bởi vì là một người hiểu biết Phật Pháp là chúng ta sợ nhân hơn là sợ quả. Mà chúng ta thường có cái câu nói rằng là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Cái Bồ Tát ở đây cũng nghĩa là cái tâm từ, tâm của một con người giác giả, hoặc tâm của một con người cầu đạo giải thoát là một vị Bồ Tát. Thì hiểu mà tránh né được cái nhân của mình, không tạo nhân thì thời không ra quả. Bởi chính có nhân quả, vô minh mới có hành, có thức cái danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Nếu như chúng ta cắt được cái nhân thì thời không có ra quả, mà nhân được đoạn thì quả không có, quả nó kết thúc.
như ngọn đèn nó tắt vậy, hay hoặc là nó không có thể nhân gây cái nhân được. Chúng ta thấy dịch COVID này có một số người rất là nặng nề, nhưng có một số người không bị bệnh. Rồi có một số người không bị bệnh lúc đầu, lúc sau bị bệnh. Đó đều là một cái sự cộng nghiệp của tất cả, đều là một sự phải trả giá cho chính chúng ta. Có một số người, và dẫu cho làm những cái việc thiện luôn á, người ta đi việc làm việc từ thiện, làm cái việc mà hết sức tốt đẹp, làm cái sự thiện nguyện, các công tác thiện nguyện, hay là làm những việc phước lành cao cả. Nhưng nghiệp là nghiệp, mà nghiệp ác là nghiệp ác, mà nghiệp thiện là nghiệp thiện. Bây giờ tạo cái nghiệp thiện đó, nhưng tạo chưa có đủ để mà nó chuyển hóa qua một cái điều tốt. Bây giờ mình suy nghĩ đi, mình đánh người ta một cách rất là nặng nề, đến khi người ta xin lỗi, mình chỉ xin lỗi một cái là xong. Hay hoặc là mình làm một cái gì đó coi nó là bình thường. Còn nếu mà nói theo nó ở bên ngoài thì người ta có tiền thì người ta dùng tiền vân. Thì những cái chuyện mà chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta được ngay trong hiện tại, chúng ta tránh né được. Nhưng điều tương lai, tương lai cái quả ác đó nó vẫn còn hiện hữu. Chúng ta phải nhớ như vậy. Trên tinh thần của Đức Phật á, Ngài chỉ ra một cái nghiệp, cái đau khổ nó khốn cùng, nó khốc liệt như vậy. Chúng ta biết đối diện với chính nó, và chính từng mỗi bản thân của từng người trong cuộc đời này phải trải qua biết bao nhiêu là vui buồn, khổ đau, khốc liệt. Đến chết, đến gần chết, ngay cả đến chết và có thể vượt qua. Với nhiều cái hoàn cảnh, với nhiều cái tình cảnh, với nhiều cái sự việc mà chúng ta không thốt nên bằng lời được. Cho nên ở đây chúng ta biết được như thế mà chúng ta có cái sự tránh né. Đừng để đến khi chúng ta bệnh rồi chúng ta đau khổ, thì điều này rất là nguy hiểm. Và cũng như thế, đừng có trách khi chúng ta bị thế này bị thế kia, tất cả đều là có nhân duyên hết, tất cả đều có nhân quả hết. Không có một cái chuyện gì trên cuộc đời mà nó có chuyện tự động. Nếu không có một lực tác động, mọi vật đứng yên. Nếu không có nhân, thời không có quả. Không có lực tác động, mọi vật không có chuyển động đứng yên. Mà nếu như có một sự tác động, mọi vật sẽ chuyển động. Trong cuộc đời này, tác động nhân, nhân khởi thì quả sanh. Cho nên mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi cái niềm đau, nỗi khổ, cái vui, cái buồn của tất cả chúng ta, nó đều kết tụ đạo tràng, nó đều kết tụ lại cho chính chúng ta một cái quả. Như một cái âm thanh, như một tiếng nói, như một lời nói đã ra rồi, đã phát ra thì thời. Và chúng ta biết nó phải trải qua rất là nhiều cái mà chúng ta phải trả giá cho chính nó. Chứ không có bình thường được. Có nhiều con người phải chịu cái sự khổ đau khốc liệt, đến khôn cùng, đến bức bách, đến mệt mỏi, không có bình thường. Như điều thường á, mình bị á, mình buồn lắm. Mình nghĩ á, kiếp này mình tu mà, mình cũng làm nhiều cái việc thiện như thế này thế nọ, nhưng tại sao mình bệnh thế này thế kia. Nhưng quả thật, kính thưa quý vị, một hành động của chúng ta làm, tôi kêu là cái hậu báo nghiệp á, tới kiếp thứ ba nó mới là trả nghiệp. Nghiệp ác hay là nghiệp thiện.
cũng vậy, thì bây giờ chúng ta đang trả quả xấu, mà chúng ta tạo cái nhân, xin nhắc lại, tạo cái nhân lành, nó có chút xíu à, quả ác nó tới, thì làm sao mà chúng ta chuyển nghiệp được? Ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp? Thì nó được thoát khỏi cái gì? Cái sự khổ đau như trăng thoát cái mây che. Ở đó, chúng ta dùng các hạnh lành, hạnh lành, các hạnh lành lớn đối với cái việc bố thí trì giới tu tiến mà chúng ta mạnh mẽ, mãnh liệt kia. Chứ còn chúng ta làm, dẫu như chúng ta làm thật là nhiều tiền, nhưng tâm của chúng ta yếu thì cũng không đẩy nổi cái ác nghiệp nó xảy tới. Và chúng ta làm thật là nhiều điều công đức, nhưng công đức đó nó chưa có khả năng để xóa đủ, có thể phai mờ cái ác nghiệp mà từ tiền thân chúng ta làm, thì chúng ta cũng chịu. Chúng ta thấy đối với các vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, để mà các ngài biến được cái nghiệp gọi là ahô xí căm má, gọi là vô hiệu nghiệp, không phải là một chuyện đơn giản. Nghiệp tự động nó tan biến luôn, không có trả quả. Nói chung thì các ngài đã tạo quá nhiều công đức vô lượng kiếp vô biên, và cuối cùng nó trở thành một cái vô hiệu nghiệp. Chứ còn tất cả những hành động, lời nói, sự suy nghĩ của chúng ta đều động lại, đều kết tụ, đều có một cái quả để lại, không sai. Một cái thành phẩm mà chúng ta cho ra, tốt thì chúng ta hưởng tốt, xấu thì chúng ta chịu xấu. Nhưng mà chúng ta bỏ cái sản phẩm đó ra thì không bỏ được nữa. Bây giờ nó đã kết rồi, nó đã ra cái sản phẩm rồi, thì cũng là cái nghiệp nó đã ra rồi. Thì chúng ta có nhiều cái sản phẩm tốt đẹp thì nó mới đẩy những cái vật phẩm xấu này, nhưng điều cái xấu nó cũng đã xuất hiện rồi. Cho nên rất là ghê gớm, rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta hiểu được cái Phật pháp thì chúng ta mới thấy được cái việc hành động lớn nhỏ gì đều được phải người đệ tử phải có một cái sự cẩn trọng trong mọi thời gian, trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta có một cái sự an ổn ở trong hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh. Không có đơn giản đâu quý vị, không có bình thường đâu. Thì chúng ta thấy cái phước báo như ngày một Kiền Liên như vậy đó, gọi là thượng thủ thinh văn 20 pháp ba la mật đó quý vị. Cái khả năng của ngài cũng như là một cái Bích Chi Cấp Bút Thá đó, tức là Bích Chi Phật á, nhưng cái quả dư sót nó còn lại từ trong tiền thân mà ngài phải cảm một cái thọ khổ như thế. Mà con người có đại thần lực, có đại uy lực, nhưng cũng phải trả quả thôi. Thì chúng ta thấy một cái nghiệp ác mà chúng ta tạo nó ghê gớm lắm. Chứ nó không phải chỉ bình thường như tinh thần của chúng ta suy nghĩ đâu, mà nó rất là ghê, rất là lớn, mà nó rất là nhiều, rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta biết tu là chúng ta biết có sự tránh né, chúng ta biết tu là chúng ta biết có cái sự không có để nó gây cái sự đau khổ cho chính mình, cũng như là đưa đến tha nhân. Bởi vì hành động của chúng ta làm, lời nói của chúng ta đã nói ra, sự suy nghĩ của chúng ta đều tạo thành, mà trong vi diệu pháp gọi là động lực, cái cha quán ác gọi là cái động lực, cái tốc hành tâm đó, cái cha quán ác theo cái tâm lúc đó của mình là tâm ác, mà nó cực ác, tâm sân nó cực sân, tâm tham nó cực tham, hay là những cái đại thiện hợp trí tuệ nhiều lần như vậy, và vô cầu vô chấp, vô ngã vô biên đó, thì cái giá trị như thế thì mới đáp đối. Chứ thí dụ như là
bố thí cầu mong sanh thiên, thì cái quả thí đó đó nó cũng còn một cái vấn đề. Còn ở đây người ta mới thí gọi là cúng dường hay là bố thí hay là cái sự tu tiến, sự cung kính phục vụ vân vân, tạo các công đức lành này hướng tâm đến cái gì? Đến ba la mật, ba la mi. Từ cái sự hướng tâm đó đó, những cái phước báo nó mới cực lớn và hướng đến cầu đạo giải thoát đó đó. Thì cái tâm vô cầu, cái tâm xả ly, cái ta không có bị vướng, cái không có bị chấp hữu lại, thì cái tâm như thế mới là cái tâm của cái sự thành tựu, của cái sự tốt đẹp. Và như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta đã đang có cái sự tốt đẹp ở trong thiên kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh, nếu chúng ta làm việc lành, việc thiện. Và nếu như chúng ta tạo những cái việc ác thì chắc chắn rằng nó cũng kết tụ ở trong hiện tại này để đưa ra cái quả cho tương lai là như thế. Mà kiếp con người chúng sinh thì thường tạo ác nhiều hay tạo nghiệp thiện nhiều? Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tạo nghiệp ác nhiều hơn là nghiệp thiện đó. Hãy xét suy kỹ đi. Bởi vì cái ác này là cái ác của tâm, cái ác của lời nói, cái ác của hành động. Hành động chúng ta không làm thì lời nói chúng ta nói ra, mà lời nói hành động chúng ta không làm nhưng tâm ý chúng ta suy nghĩ thì nó cũng đã kết tụ rồi. Thì một cái chủ dài một cái đời sống của chính mình hay một cái ngày sống của chúng ta, tâm thiện nó nhiều hay là tâm ác nó nhiều? Nếu chúng ta không tu thiền định thì tâm ác nó nhiều, cái đó phải khẳng định như vậy. Còn nếu chúng ta tu thiền định, tu thiền định mà tâm của chúng ta có chánh niệm, tâm của chúng ta có chánh định kìa, chứ tu như vậy nhưng chưa chắc kìa, cái miệng nam mô mà bụng một bồ dâu găm, nhắm mắt đêm diêm, nhưng điều mà tâm không có định tĩnh. Cho nên vì vậy, để giữ cho tâm mình có cái sự tĩnh lặng, giữ cho tâm mình có cái sự sạch trong, giữ cho tâm mình có một sự tốt đẹp, thì đây mới là một vấn đề mà tất cả chúng ta cần phải thực hiện, cần phải hiểu biết một cách tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải tu một cái gọi là tu một cái từ tâm để chúng ta đối diện với cái sân tâm, với cái sự sát hại. Mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng làm với từ tâm, không làm với sân tâm, nói với từ tâm, không nói với sân tâm, nghĩ với từ tâm, không nghĩ với sân tâm. Hay là tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng không gây đau thương cho người, dầu cho người có gây đau thương cho tôi thế nào, tôi cũng nguyện sẽ không gây đau thương cho người, dầu tôi có bị mất mát, dầu tôi có bị đau thương, dầu tôi có sự khổ đau như thế nào, thì tôi cũng không dùng thân hành động ác này để trả lại, không dùng cái khẩu hành động khẩu ác này để đối đáp, không dùng cái tâm ác này, cái tâm tham ác, sân ác, suy ác này để có cái sự mưu tính, để có một sự rắp tâm, để trả thù, để câu thúc, để kết nối, mang đến cái sự khổ đau cho mình và cho người. À, thì kính thưa quý vị, phải tập như vậy. Và chúng ta sẽ làm được. Rồi chúng ta hãy cố gắng, chúng ta kham nhẫn, chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập đó chính là chúng ta tu tập bằng cái từ tâm, hay chúng ta có sự kham nhẫn, hay chúng ta có một trí tuệ suy quán, chúng ta không nên làm. Bởi vì làm như thế là gây ra quả đau khổ. Đó chính là một sự đó chính là dùng trí tuệ để suy quán về nghiệp quả. Đấy này, suy quán về nghiệp quả, chấp nhận cái nghiệp khổ đau để không gây nhân đau khổ cho mình, cho người ở trong tương lai hay ngay trong hiện tại này cũng như ở kiếp lai sinh. Thì cái tinh thần như vậy đó, kính thưa quý vị, đó mới là cái tinh thần gọi là quá là đặc biệt, quá là tốt đẹp, mà tất cả chúng ta phải có một cái sự nghĩ suy một cách chính chắn, một cách tốt đẹp. Và như thế thì chúng ta sẽ được nhiều cái sự an lành, được nhiều cái sự yên vui tốt đẹp. Và cũng chính đó là nhân lành, để chúng ta từ cái nhân lành này, từ có cái tinh thần, có cái thể xác này,
không bị ốm đau, không bị bệnh hoạn, không bị tai nạn, không bị cái sự tán loạn tâm ý, không có bị cái sự mất trí, thì đó chính là nhân lành để chúng ta tạo các phúc lành góp nhặt lại pháp độ Ba La Mật để chúng ta thành tựu được cái sự an lạc ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Và trong kiếp luân hồi, chúng ta luôn luôn sống có sự khỏe mạnh, sống có cái sự an lành là như thế. Và xin chấm dứt thời dẫn thuyết nơi đây. Nếu có điều chia sẻ tất kính, mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Kính dân Phật với lành để đến trời đưa thích tới Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, người tại chùa Bổ Đức, chùa Quảng Nghiêm, cũng như các vị long thần hộ pháp, các vị chân linh, giác linh, ký linh, tất cả chúng sinh người ở nơi hai chùa, cũng như tất cả nơi tư gia của vị, mong tất cả chúng sinh đều được an lạc, đều được tấn hóa trong Phật pháp. Để kính chúc quý vị tạo được nhiều phúc lạc, phúc lành, tránh đi những hành động ác, những lời ác và những sự suy nghĩ ác trong kiếp hiện tại này cũng như ở tương lai. Và xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 138 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Vô tư sắp bằng mang lăng rác hành tư sắp bài đề vô tư sắp bà bụt đà nở phá vô nê sá đà sá thị vô quanh tư tê. Bác bác tư sắp bằng mang lăng rác hành tư sắp bài đề vô tư sắp bằng hâm mà nở phá vô nê sá đà sá thị vô quanh tư tê. Bác bác tư sắp bằng mang lăng rác hành tư sắp bài đề vô tư sắp bằng sáng khá nở phá vô nê sá đà sá thị vô quanh tư tê. Tất cả phương quan có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti quy hà ra qua si ni thu pê ga rê bồ thi ga rê tạ hình tạ hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sap ba na bu ta